Thanh dây điện đa dụng chữ T đa năng đa tiện ích. Hệ thống điện rất phức tạp, việc đấu nối không cẩn thận, không đúng chuẩn sẽ dẫn đến chập cháy rất nguy hiểm. Do đó, việc đấu nối dây điện yêu cầu rất khắt khe và cẩn thận an toàn. Để giúp bạn thao tác dễ dàng và đảm bảo an toàn tuyệt đối, chúng tôi cung cấp cho bạn một sản phẩm rất hữu ích và an toàn cho việc đấu nối dây điện, đảm bảo an toàn và nhanh chóng. Cút nối nhanh dây điện chữ T là cút nối dây điện nhanh thiết kế nhỏ gọn, kiểu dáng thẩm mỹ cao, cực kỳ tiện dụng và đơn giản khi sử dụng. An toàn điện một cách toàn diện, phòng và tránh nguy cơ cháy nổ, chập điện, với một mức giá vô cùng hấp dẫn so với các sản phẩm cùng loại, giúp bạn có những mối nối điện nhanh chóng, gọn gàng, an toàn, chắc chắn. Bạn không cần móc lớp cách điện và đầu dây dẫn, sử dụng băng keo cách điện, không cần hiểu biết về điện, thi công đấu nối mà không cần móc lớp cách điện của dây dẫn. Đây chính là ưu điểm vượt trội so với đấu nối thông thường, ngăn chặn nguy cơ bị giật điện, thậm chí có thể đấu nối nóng mà không cần ngắt điện. Đây chính là phương pháp đấu nối phổ biến nhất trên toàn thế giới hiện nay, giúp làm giảm thời gian thi công lên gấp 6 lần so với đấu nối thông thường. Cút nối nhanh dây điện chữ T chế tạo từ nhựa chống cháy tiêu chuẩn lão hóa chậm, chịu tải lên đến 2000, chịu điện áp lên đến 1 kV, các kích cỡ dây nhỏ hơn. Cách đấu nối cút mô phỏng hàm cá mập với lõi cút bằng hợp kim tăng khả năng dẫn điện, khớp nối rất chắc chắn, vỏ nhựa dẻo chịu nhiệt bền đẹp. Cút nối nhanh phù hợp cho nhiều loại dây điện khác nhau, ứng dụng cho đa lĩnh vực, phù hợp cho mọi hoàn cảnh liên quan đến đấu nối dây điện như điện gia đình, điện ô tô, điện xe máy, máy móc công cụ. Hỗ trợ nối nhiều chuẩn loại dây, đấu nối đơn giản, an toàn, tăng gấp 6 lần tốc độ so với nối thông thường. Tránh được bụi, nước và các trở kháng điện, không gặp trục trặc khi sử dụng, an toàn, tiện lợi, dễ sử dụng. Còn chần chờ gì nữa, hãy bốc máy Côn hoặc Zalo ngay cho chúng tôi để sở hữu nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nếu thấy hữu ích, các bạn hãy nhấn like và đăng ký để nhận thêm nhiều video hơn nữa. Mọi liên hệ xin vui lòng để lại comment bên dưới, hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline hay truy cập website theo đường link trên màn hình. Xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay và hữu ích, hãy nhấn like và bật chuông đăng ký để nhận được thêm nhiều video mới hơn nữa. Và bên cạnh là một số video khác, các bạn nhấn ngay để xem nhé.